Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Hôm nay là đầu tháng, em sẽ đưa lên hai sản phẩm màu đỏ để giao lưu với các bác. Mong rằng tháng mới sẽ gặp nhiều may mắn đến toàn thể các bác. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế giới đài thì hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải. Bên em đăng tải video vào lúc 8 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Các video đăng tải sản phẩm hoàn toàn không trùng nhau. Bác nào xem ở trên điện thoại di động thì hãy cho em một like. Ngoài ra bác nào có dùng cả Facebook thì hãy ấn vào phần mô tả và kết nối đến cái đường link fanpage của Thế giới đài và ấn tính năng theo dõi để cập nhật nhiều hoạt động của Thế giới đài ở trên Facebook. Nói về đài cassette thì có khá nhiều những câu hỏi cũng như nhiều bác gọi điện nói rất nhiều những câu rất thú vị. Ví dụ như hôm nay có một bác là hỏi là tôi muốn mua cái đài nó phải không có vết xước nào. Thì thực ra nói thật với các bác là đài không có vết xước nào thì cũng có, nhưng mà giá của nó thì khá cao. Thường thì em mua được những cái chiếc đài đó là những chiếc đài có hộp xốp chưa dùng. Đấy, nhưng mà giá của nó thì cực kỳ cao. Còn lại thì bên em thì cung cấp các sản phẩm chủ yếu là đài sáp. Nhưng đài bên em thì cung cấp sản phẩm có tuyển chọn, nghĩa là hình thức của nó phải tương đối đẹp. Nếu như đài mà nó mới quá thì giá của nó rất là cao. Mà giá cao thì không phải bác nào cũng có điều kiện để mua. Đấy, vì thế nên là em có bán những cái sản phẩm ở mức trung bình và cao cấp. Cao cấp hẳn thì là có một số những cái sản phẩm như là QT88, 3 số 7, 3 số 5, 535, 3 số 9. Đấy là những sản phẩm cao cấp hẳn. Còn một loại sản phẩm nữa là dưới 4 triệu đồng. Ví dụ như sản phẩm của trước mặt các bác đây thì hai chiếc đài này có mức giá là 3 triệu 500 ngàn đồng một chiếc. Giá rất phù hợp để cho các bác chơi. Con này thì nó dùng nguồn điện 100V cả hai chiếc ạ. Và cái con bên tay phải là con QT i7 này thì có cả chức năng auto revert ở cửa số 2. Và tiếng của sáp thì các bác biết nó rất là trong và bay. Và bên tay trái các bác thì là chiếc Aiva. Thì ngoài trời ở Hà Nội thì đang có mưa. Em sẽ tranh thủ test ngắn thôi để mời các bác cùng thẩm âm. Mọi ý kiến khen chê đóng góp xin vui lòng gửi về số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Thứ nhất là Thế giới đài xin chúc các bác toàn thể cái tháng mới này có thật nhiều cái niềm vui và hạnh phúc. Hãy thường xuyên ghé kênh của Thế giới đài để xem em cập nhật nhiều sản phẩm ở trên YouTube. Và bây giờ em sẽ mời các bác thẩm âm chiếc QT i7 này. Chiếc này có rất nhiều bác hỏi, nhưng mà khi mà về muộn quá thì em không thể chụp ảnh được, bởi vì không xấu với bác là công việc chính của em là làm nghề khác, bắn đài này chỉ là nghề tay trái thôi. Đấy, và bây giờ em sẽ mời các bác thẩm âm. Qua rồi tháng mà chi có ngăn được sóng xa, tiếc mà chi những phút bên người, thương mà chi nhắc chi chuyện đã qua. Anh giờ đây cành hoa cho ta tới đón đưa ngọn gió nào, mình nào ngờ tình rơi như lá rơi, người tình này vòng tay ôm quá lời, để giờ này một người khóc đêm thâu, một người nên cơn đau nghe mưa mà cúi đầu. Thế là hết, nước trôi
qua cầu đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê, thôi đành quên những tiếng yêu đầu, những lời yêu. Con này thì nó có chức năng auto revert, và em thử cho bác chức năng auto revert luôn nhé. Sáng đầy mưa đời xa cho mình thương nhớ nhau. Lúc này chỉ ấn cái là auto revert luôn này. Tìm sống những tháng ngày đắm mê, thôi đành quên những tiếng yêu đầu, những lời yêu ấy. Có nhiều bác thì xem YouTube của em thì có nói là bình luận là nhiều những câu rất buồn cười, nhưng mà em thì không có muốn bình luận lại nhiều. Có bác là đài này thì đài tàu mới, đài thì của Trung Quốc thế này thì khác, thứ hai là băng này thì bây giờ ai nghe. Thực ra thì trong 5 năm kinh doanh bán sản phẩm đài cassette thì em đã từng bán ra thị trường khoảng tầm vài nghìn sản phẩm. Nhưng mà có nhiều bác thì chưa hiểu được những cái sản phẩm đó thì có thể sẽ nói đến cái câu như thế. Test phần radio thì em đã giảm bớt cái dung lượng ánh sáng nó xuống một chút. Cái phím chức năng nó nằm ở đây ạ. Các bác lưu ý khi xem đài em quay video này. Đây là để nghe băng này. Và để đây là nghe tính ra giữa là nghe radio này. Nhưng mà không phải là quá. Gạt sang đây là nghe line in này. Cổng line in ở đây. Đấy, phần radio đây. Sẽ trở nên khả quan hơn. Tin nhắn đến từ thính giả Bách Vũ, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, ngập nặng nhiều vị trí. Ai đi hướng Từ Sơn về Hà Nội thì rẽ qua dốc Lá Yên Thường, đi khô ráo hơn. Đó là tin nhắn mà anh Bách cũng đã gửi về FM90. Xin được cảm ơn anh. Với những ai mà chúng ta đang ở phía khu vực Vành Đai 2, phía xuống rồi lên cầu Vĩnh Tuy, thính giả Trần Quang Minh bạn nói là hết cứu, có nghĩa là bây giờ tắc lắm đấy quý vị ạ. Thính giả của chương trình nhiều lúc rất là dí dỏm, cũng đã dùng những cái cụm từ mà khiến chúng tôi cũng đôi khi cũng bật cười và cũng là ngạc nhiên nữa, bởi vì cái sự ùn tắc của nó đã khiến cho nhiều người cảm thấy là trước khi mà di chuyển vào chúng ta nhìn thôi đã thấy ngao ngán rồi mọi người ạ. Đấy là Vành Đai chương trình trên cao của... Con cháu mừng vui ấy mà mừng vui. Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong hơn 20 năm. Với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khớp. Nhiệm vụ chính là bám bản, bám người dân, tìm kiếm thông tin, kiểm chứng đối chiếu nguồn tin, xác định tọa độ vị trí và đào tìm. Nguồn tin trước đây đến từ sơ đồ của đơn vị hoặc đồng đội để lại, giờ đã cạn kiệt dần. Phần vì người trực tiếp chôn cất đã mất. Nhật Bình cùng với các khán giả chúng ta thử trải nghiệm Hà Nội đêm xem, ví dụ như chúng ta ăn phở gánh lúc 2-3 giờ sáng. Rất là lúc đấy là khoảng sáng rồi chứ không hẳn là đêm đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà tầm đó thì cũng mới có phở gánh. Chị Quyên thì không biết là đã thưởng thức phở gánh ở Hà Nội chưa? Đã 2 lần sắp hàng nhưng đều bỏ cuộc. À, trời ơi, thấy lâu quá xong bỏ về thôi. Tại vì là, nhưng mà thực ra trên phố cổ nhà có rất là nhiều hàng ăn ngon, mà cũng cái tầm giờ sáng nó đợi khoảng chừng tới 4 giờ là cũng có một cái hàng. Quyên nhớ là một hàng đó bán 4 giờ. Cái là quyền của tôi. Những con tàu vẫn ngày ngày cưỡi sóng đạp gió nơi trùng khơi. Cơn sóng dữ chẳng thể cuốn đi. Ở ngoài trời Hà Nội thì đang có mưa lớn ấy, nên em test cái tính năng đài thì bác có thể thấy nghe nó hơi sẹt, bởi vì trên ngoài trời đang có sấm chớp rất là nhiều. Đấy. Và em sẽ chuyển sang test ở chiếc thứ hai, đó là chiếc Aiva bên phía trái màn hình các bác. Đây ạ. Thì trước khi test chiếc Aiva mình sẽ quay cho các bác. Chiếc Aiva này thì cũng là hoặc cassette 2 cửa băng. Ngoài ra thì radio có 2 giải tần số và FM là full 108 đấy ạ. Đấy. Thì chiếc này thì các bác có thể là dùng để nghe nhạc bằng đài hoặc là nghe radio. Đấy. Và một cái điểm hạn chế của con này thì nó không có đường line in các bác nhé. Đấy. Đây em sẽ test luôn cho các bác nghe các bằng luôn.
chức năng tua này, tua lùi này, đấy. Và anh sẽ mời các bác thẩm âm cửa sổ bạc số 2. Còn pha sắc âu dương trong khói sương xây thành, mắt còn thâm mất mù, tàn đêm khói lửa, giờ chỉ cần hai tiếng bên anh. Sau mũ đỏ luôn rất là đẹp. Đấy. Có một cái điểm hạn chế mà cũng giao nói luôn với các bác là nó không có đường line in. Chiếc này có mức giá là 3 triệu đồng. Cho bác nào sở hữu. Em đưa lên hai chiếc, một chiếc là 3 triệu và một chiếc 3 triệu rưỡi. Đấy. Và bây giờ em sẽ chuyển sang phần test tính năng radio cho các bác nhé. Radio thì em xin tắt đèn bớt đi. Test phần thành viên, anh được yêu cầu nạp tiền để cấp thẻ thành viên với hứa hẹn sẽ được hoàn trả lại tiền đã nạp. Để tạo lòng tin, lúc đầu các đối tượng sẽ hoàn tiền đúng như hứa hẹn. Đến bước cuối cùng, nhân viên quản lý ứng dụng lấy lý do lỗi nên không hoàn trả lại tiền và tiếp tục hướng dẫn nạp tiền vào để nhận lại tiền đã nạp. Chỉ trong vòng 8 ngày, nạn nhân đã thực hiện 10 lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại những tin tức nóng mà chúng tôi muốn truyền tải cho các bạn. Phạm Văn Đồng. Trục đường Khuất Duy Tiến, ngay lối xuống vành đai 3, một xe tải gặp sự cố đỗ giữa đường gây ùn hướng đi Phạm Hùng. Trục đường Khuất Duy Tiến, ngay lối xuống vành đai 3, một xe tải gặp sự cố đỗ giữa đường ùn hướng đi về phía Phạm Hùng. Vành đai 2 xuống ngã tư Thợ Sở thoáng bất ngờ. Vâng, bị nghẽn hết bên cầu Vĩnh Tuy rồi các bạn ạ. Bác tài nào mà đi bên phía ngã tư Sở thì chiều nay ung dung lắm. À, một tiếng đồng hồ mà chưa đi được nửa cầu Vĩnh Tuy. Và bạn Thành Văn một lần nữa chia sẻ là các bác tài đừng đi vào cầu Vĩnh Tuy nữa. Xuân Thủy đi cầu Giấy thoáng cả hai chiều. Cầu Trương Dương hướng nội đô lưu thông.
hoạt, giao lưu là một không gian văn hóa của những người dân sống trong phố cổ. Và sau đây, hành lang sông Tả chạy rồi rút ra. Trên đường rút, anh em quyết định các thương binh còn khỏe sẽ dìu nhau đi trước, còn thương binh nặng và các liệt sĩ được mọi người thay nhau khiêng đi sau. Đến khu vực cánh đồng kiệu của phường Hương Chữ, anh em quyết định chôn cất các liệt sĩ. Một mình ông Lụa được giao nhiệm vụ ở lại, còn anh em nhanh chóng rút về hậu cứ trước khi địch đến cứ điểm An Hòa và đồn Hương Chữ. Phát hiện vây đánh, ông Lụa đã đào từng hố. Em thấy ai là giúp con phố nhỏ nhẹ đâu đây trong thơ hoa sữa đó, đọc lại trong tim ký ức tôi học trò, nghe xung quanh vang lên âm thanh sao thân quen nạ, trong bao nhiêu mơ vụn vỡ ta áo trắng nạ, hồ Gươm lặng xóm đến thu vàng thật nhẹ nhàng thật khẽ khàng. Mạng và 27 người bị thương do mưa lũ. Quân đội Trung Quốc đã phải điều 4 máy bay trực thăng tiếp tế lương thực và cứu trợ 3 đoàn tàu mắc kẹt ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do giao thông đường bộ một số nơi bị tắc nghẽn hoàn toàn. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc từng dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu tàn dư bão Doksuri, nhiều khu vực miền Bắc nước này sẽ có mưa rất to kéo dài với phạm vi ảnh hưởng rộng và tổng lượng mưa lớn, mang tính cực đoan rõ rệt và nguy cơ thiên tai cao. Ước tính một vùng diện tích lên tới 220.000 km2 sẽ có lượng mưa tích lũy trên 100mm, gây ảnh hưởng đến khoảng 130 triệu người. Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa. Nó là full 108, vì thế đây bắt được rất nhiều đài các bác ạ. Tiếng của từng dòng đài thì nó có những cái âm điệu cũng như là cái sắc thái của từng cái khác nhau. Và Thế Giới Đài xin kết thúc video test và giới thiệu hai chiếc đài tại đây. Công khai giá sản phẩm là chiếc bên tay trái các bác có mức giá là 3 triệu đồng, còn chiếc bên tay phải có mức giá là 3 triệu 500 ngàn đồng. Giá trên bao gồm phí vận chuyển. Và các bác được tặng một cuốn băng để test đài. Các bác không phải trả tiền trước, không phải cọc tiền. Hàng sẽ gửi đến tận tay các bác nhận đài, kiểm tra tất cả các chức năng của chiếc đài sau đó thanh toán. Và xin dừng phần test tại đây. Chúc các bác tháng mới có thật nhiều sức khỏe, nhiều tài lộc. Em xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.